Đêm qua, trong chương trình trực tiếp cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam Scott Talent 2016, danh hài Trấn Thành và ca sĩ Harry Won tiếp tục thu hút rất nhiều sự chú ý của khán giả khi cả hai xuất hiện cùng nhau trong chương trình. Trấn Thành đã có những hành động khích lệ cổ vũ cho Harry Won và nhiều người cho rằng đó là những hành động tình tứ mà danh hài này dành cho người yêu. Đêm qua, ca sĩ Harry Won là khách mời duy nhất trong chương trình và hát ca khúc Sài Gòn đẹp lắm để mở màn đêm diễn ở hàng ghế giám khảo Tăng Hải Trấn thành đã say sưa hát theo và khích lệ bạn gái, khuôn mặt dạng dỡ và liên tục cười tùng trong phần trình diễn của Harry Won đã được nhiều phóng viên chụp lại cho thấy sự ngượng ngùng của cô ca sĩ hàn quốc gốc Việt. Mặc dù đã tránh mặt nhau trong chương trình, nhưng sau đêm diễn, nhiều người đã bắt gặp hai người đi chung xe cùng nhau và ăn đêm tại một quán vỉa hè ở Sài Gòn. Cá nhân tôi cũng rất yêu thích danh hải Trấn Thành vì tài năng toàn diện của anh và có thật là câu chuyện tình yêu của Trấn Thành với lại Harry Won trong thời gian qua thì đã được sự quan tâm của rất nhiều người, nhất là sau khi Harry Won chia tay với ca sĩ Tiến Đạt sau 9 năm gắn bó. Nhiều người thì cho rằng là mối quan hệ giữa Trấn Thành và Harry Won chỉ là cách mà họ PR trong một bộ phim mà cả hai đóng chung sắp ra mắt mà thôi. Và điều này không phải là không có cơ sở. Trong làng giải trí Việt Nam thì từng có không ít những cặp đôi cũng được cho là xuất hiện thân mật bên nhau theo một hợp đồng PR cho các dự án phim mà họ đóng chung hay là PR cho các thương hiệu mà họ là người đại diện. À, ví dụ như là Trương Ngọc Anh và Kim Lý trong phim Hương Ga, thậm chí là nhiều người còn nghi ngờ cuộc hôn nhân giữa Trương Ngọc Ánh và nam diễn viên Bảo Sơn cũng là một hợp đồng và họ chia tay nhau sau khi hợp đồng kết thúc, chia tay một cách im lặng chứ không ồn ào như là nhiều cặp đôi khác. Đó là tại Việt Nam, còn trên thế giới cũng có nhiều cặp đôi tương tự. Ví dụ chúng ta biết đến Tom Cruise và Kate Holmes. Giới thạo tin Hollywood thì nhận định rằng là cuộc hôn nhân của Tom và Kate thì chấm dứt bởi đơn giản một hợp đồng của họ đã chấm dứt, đây là hợp đồng nhằm che mắt thiên hạ giới tính thật của nam tài tử hay như là trường hợp của Adam Levine của nhóm Maroon 5 khi anh này yêu cô nào thì cũng kéo vào làm MV và đóng cảnh sách ở trong vâng. các MV đó. Dù gì thì đó cũng chỉ là những nghi vấn chưa được khẳng định. Và tôi thì nghĩ rằng là dù nội tình trong những cuộc tình của người nổi tiếng như thế nào thì chúng ta cũng rất khó để biết. Chỉ biết rằng là hãy ủng hộ cho tài năng của họ để họ tiếp tục phục vụ cho khán giả bằng tài năng của mình.